Xin chào các bạn, Khang là người duy nhất đang chia sẻ về phương pháp đầu tư chứng khoán theo luật nhân quả. Và đây là cách mà chúng ta sẽ sử dụng nguyên lý mua rẻ tài sản thực tế trong cái quá trình đầu tư cổ phiếu của chúng ta. Chúng ta tìm được một cái công ty và giả sử rằng cái cổ phiếu của công ty A đấy nó đang ở mức giá là 30.000 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu công ty A đang mức giá là 30.000 đồng một cổ phiếu. Và công ty này chúng ta thấy rằng nó xứng đáng với mức giá trị thực là 50.000 đồng một cổ phiếu. Và cái xác suất khoảng 80% rằng sau một năm nắm giữ thì giá cổ phiếu này nó sẽ rít rắc đi lên đi xuống, đi lên đi xuống như thế này. Và sau một năm giá cổ phiếu này sẽ đạt ở cái vùng quay về mức giá trị thực của nó là 50.000 đồng một cổ phiếu. Và khi đó cái việc chúng ta cần phải làm là như thế này. Tại thời điểm ta nhận thức rằng đây là một tài sản có giá rẻ, một tài sản xứng đáng với giá 50.000 đồng, và chúng ta có một cơ hội may mắn mua được với mức giá là 30.000 đồng một cổ phiếu, thì khi đó chúng ta sẽ mua vào cái tài sản này. Chúng ta mua vào tài sản này. Và lưu ý cái hành động mua của chúng ta không đè giá, ép giá và cố gắng là cái giá cổ phiếu giảm xuống sâu hơn thì chúng ta mua được với giá rẻ hơn. Chúng ta mua khi mà trên thị trường có người bán thì chúng ta sẽ mua. Và cái tác dụng của cái việc mua này là như thế này. Các bạn thử hình dung một cái doanh nghiệp, một công ty mà cái giá cổ phiếu thị trường công ty đấy là 100.000 đồng với một cái công ty mà giá trên thị trường công ty đấy là 50.000 đồng, thì bạn sẽ cảm thấy rằng công ty nào có cái thương hiệu uy tín hơn à? Ok, thông thường mà sẽ thấy rằng một cái công ty với cái mức giá cổ phiếu 100.000 đồng sẽ uy tín hơn một cái công ty mà có mức giá cổ phiếu là 50.000 đồng. Vậy một cái công ty mà nó xứng đáng ở cái mức giá 50.000 đồng và thị trường đang giao dịch ở mức giá 30.000 đồng, tức là thị trường đang đánh giá thấp cái công ty này, tức là thị trường đang đánh giá thấp cái thương hiệu công ty này, nó ảnh hưởng gián tiếp đến cái gọi là hình ảnh và thương hiệu của công ty. Công ty này xứng đáng ở một cái mức thương hiệu cao hơn, xứng đáng tạo được một cái niềm tin tốt hơn trong con mắt của nhà đầu tư và những cái người tiêu dùng cái sản phẩm của họ. Và khi đó chúng ta mua một cái lượng cổ phiếu công ty này, cho dù là 1 triệu, 10 triệu, 1 tỷ hay 10 tỷ, cho dù là lớn hay nhỏ về mặt tiền, thì chúng ta đang giúp cái công ty này, chúng ta ủng hộ cho cái thương hiệu công ty này. Chúng ta giúp giảm cái lượng cung cổ phiếu này xuống và chúng ta tăng cái lượng cầu cổ phiếu này lên. Chúng ta ủng hộ cho giá của công ty này, tức là chúng ta ủng hộ gián tiếp cho cái thương hiệu công ty này. Và nếu ủng hộ gián tiếp cho thương hiệu công ty này, tức là chúng ta ủng hộ gián tiếp cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cái công ty này. Và chúng ta mua cổ phiếu ở đây. Và ở đây Khai xin phép Khai tạm dừng một cái từ là tốt. Chúng ta làm một cái việc tốt, chúng ta ủng hộ cho cái công ty này, bởi vì công ty này xứng đáng những cái điều gì đó tốt hơn bây giờ. Rồi sau đó chúng ta giữ cổ phiếu này. Và sau một thời gian, chúng ta sẽ giá cổ phiếu sẽ lên xuống như thế này. Và trong cái hệ thống chia sẻ, trong cái phương pháp đầu tư chứng khoán nhân quả của Khang, thì Khang không khuyến khích mọi người bán cổ phiếu ở mức giá 50.000 đồng hoặc là cao hơn 50.000 đồng một cổ phiếu, mà chúng ta giữ cổ phiếu này khi cổ phiếu này nó đạt ở cái mức giá như thế này, chỉ khoảng 39.000 đồng một cổ phiếu thôi. Khi cổ phiếu đạt ở mức giá 39.000 đồng một cổ phiếu, chúng ta giữ cổ phiếu này và chúng ta đã có được cái khoản lợi nhuận cho riêng mình. Đôi khi cái khoảng thời gian này chỉ khoảng 1 đến 3 tháng, chúng ta tạo ra được khoảng là 30% lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư này, và chúng ta nên cảm thấy bằng lòng và thỏa mãn với cái việc đấy. Và đến cái mức độ này, chúng ta sẽ bán ra cổ phiếu này. Chúng ta không bán ở mức giá cao, chúng ta bán ở mức giá mà cổ phiếu ấy vẫn còn rẻ. Lý do là như thế nào? Lý do là ở ngoài kia có rất nhiều những nhà đầu tư chứng khoán và họ bị thua lỗ, và họ sẽ mua đi bán lại rất nhiều cổ phiếu. Và nếu họ mua những cổ phiếu của người khác, có thể họ sẽ mua được một cái tài sản với một cái giá cao không còn rẻ nữa. Họ sẽ mua tài sản đó xấu, không phải là tài sản tốt. Như vậy, thay vì họ mua cổ phiếu của người khác, họ mua cổ phiếu của mình, thì những nhà đầu tư đấy sẽ được một cái cơ hội là mua được tài sản tốt với mức giá vẫn còn rẻ. Và nếu họ ý thức được cái chuyện này, họ giữ cổ phiếu này đủ lâu, có thể họ sẽ bị lỗ trong ngắn hạn,
nhưng mà họ giữ đủ lâu, trong dài hạn họ sẽ có lợi nhuận. Và thay vì họ phải mua rất là nhiều những cổ phiếu rác, những cái không đáng là thị trường, họ mua cổ phiếu của mình. Tức là chúng ta đang cố gắng, chúng ta san sẻ ích lợi, chúng ta san sẻ lợi nhuận, và chúng ta giúp cho những cái người mà mua lại tài sản của mình họ cũng tạo ra được lợi nhuận. Thì như vậy thì Khang tạm phép dùng một cái cụm từ là tốt. Ok, đương nhiên cái người mua lại cổ phiếu của chúng ta, họ mua lại cổ phiếu của chúng ta hay người khác thì họ cũng là mua lại, nhưng họ mua lại cổ phiếu của chúng ta thì tốt hơn là mua cổ phiếu của người khác. Và chúng ta hình dung đây là cái quy trình chúng ta đi kiếm tiền. Cái đầu vào của chúng ta là một cái việc tương đối tốt, cái đầu ra của chúng ta là một cái việc tương đối tốt. Ở chính giữa cái đầu vào và đầu ra này chúng ta có tiền, và chúng ta kiếm được những cái đồng tiền mà chúng ta không gây nên những cái việc xấu, không gây nên những cái việc là đáng tiếc trên thị trường. Và Khang gọi đó là cái cách mà chúng ta kiếm được những cái đồng tiền chân chính trên thị trường chứng khoán. Ok, có thể các bạn sẽ cảm thấy là khá là bất ngờ, có thể cảm thấy khá là kỳ lạ với cái kiểu đầu tư như thế này. Và cái điều kỳ lạ của các bạn sẽ được giải đáp trong video tiếp theo.